Ôi, hello cả nhà xe đạp Nhật Bản, xin chào. Xe mã nước chúng ta là một con cục gian và đặc biệt đây là con cục gian có phục nhúng ha anh em. Đây là một con xe khá là độc đáo đến từ thương hiệu gian. Thì xe này là ở thị trường nội địa Nhật nha anh em. Đây là một con gian nhôm, màu là màu bạc ha, màu bạc nhôm không sơn á, chỉ có đánh bóng chùi bóng thôi. Đó, rất là đẹp. Thì ai mà có theo dõi cái Zalo của Phúc thì con xe này nó có về hồi lúc nó đã có hình hồi lúc tầm khoảng 5-6 tháng trước rồi, do dịch cho nên là không có về được. Thì bữa nay về tới thì mình lên clip cho anh em xem. Anh em nào mà có thiện chí chơi á thì alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 0898831234. Rồi bây giờ đi vô chi tiết cho anh em xem ha. Đây, model của nó là Gian MR4 ha. Đây là con xe cực độc đến từ nhà Gian. Đây đó. Đặc biệt nè, con xe này là của thị trường Mỹ nha. Đó, xe đến từ Gian Mỹ. Con xe này thì là xuất nội địa Nhật ha. Đây, đồ là toàn là đồ xịn không nha anh em, nhôm không sơn. Cái này là vừa về xong mình lên clip luôn, mình chưa có rửa hay là đánh bóng hay là cái gì hết. Nói chung là nguyên zin nó làm vậy đó. Xe này thì mình về mình đánh bóng đồ này kia lên là cực kỳ đẹp luôn nha. Con xe này ở Việt Nam thì chắc cũng có vài chiếc thôi chứ cũng không ai có đâu nha anh em. Giờ là giờ đu rắc ha, hai đồ là đồ 28 thì phải á, bê đan mang cá luôn nè. Nói chung là nguyên zin nó là vậy á, mình không có chưa tác động gì hết. Về thì mình ráp lên thì mình lên video cho anh em coi. Shimano 1.5 này. Con xe này là nếu mà về cái mặt giá trị siêu tầm, chạy cà phê, chạy thể dục là ok luôn ha. Niền thì là niền nhôm 2 phân đến từ Araya của Japan luôn. Căm là căm inox ha, cặp vỏ zin luôn nè. Đây, thông số lớp nè. Con xe này thì là bánh 24 inch ha, 24. Đó. Đồ đu rắc. Ngàm thắng trước sau là đồng bộ đu rắc nha. Cặp bánh là cặp bánh Shimano 600. Nghe nè. Đồng bộ trước sau luôn ha, đây là con xe nguyên zin nha. Tay lắc. Đó. Tay lắc Shimano 1.5 đồng bộ với lại cùi đề. Đặc biệt là con xe này thì cái cổ của nó thiết kế vậy ha nè, khi mà mình đi thì mình nắm thì nó đỡ mỏi hơn nè. Đây, cốt của nó là ở đây mình có thể tùy chỉnh cao thấp lên được, lên xuống được luôn nè nha anh em. Con xe này mình xịt dầu vô cái là rất là đẹp, đặc biệt là cốt bẻ không à, cho nên là anh em nào mà có ô tô á mà đi chơi xa thì để lên đi luôn, cốt bẻ trước sau luôn nha. Đây, cốt bẻ trước sau luôn. Do mình đặt cái trụ nó vướng một cái bánh, mình không có quay được ha. Chứ quay được thì mình quay cho anh em nghe tiếng. Nói chung là hàng này là cực độc nha anh em. Đợi 6 tháng này đó, 6 tháng này thì nó mới về tới đây được. Đây. Đó. Nói chung anh em nào mà chơi xe thì mình nhìn con xe này là mình biết cái giá trị siêu tầm của nó là nó đáng siêu tầm đến cỡ nào ha. Tại vì hàng Nhật bãi mà nó còn đẹp được như vậy thì anh em biết là người ta thứ nhất là người ta sử dụng ít á ha, người ta sử dụng ít cho nên là nó còn đẹp như vậy. Đây, model của nó là MR4 nè, anh em có tham khảo thì lên mạng tham khảo ha. Xe này thì nó có màu này nè, với lại màu xanh hay gì á. Còn đây là logo Gian nè anh em. Đặc biệt cái này là cái phục nhúng giữa của nó nè anh em. Đây. Đó, đây là cái phục nhúng giữa này giúp chiếc xe mình đi khi mà mình vượt mấy cái chướng ngại vật á thì nó sẽ nhúng rất là êm. Đây là cái đứng ha. Cốt nè, kim gian nguyên zin.
tài lắc. Nói chung là còn cực kỳ ngon nha, nguyên bản luôn, cặp vỏ zin theo xe luôn. Đây, này ngay phần vỏ nhỏ xíu nè, ai cao quá thì mình nâng cốt yên cao lên xíu, quá đẹp. Xe này thì thật sự là cái giá của nó là cực kỳ chát nha, anh em nào đúng đam mê thì mình có thể sưu tầm. Còn nếu như mà mình mua mà mình để mình chạy hàng ngày á thì vẫn được ok, không sao hết. Nhưng mà cái giá của nó thì tại vì nó cao quá, cho nên nếu mà ai mà có nhu cầu mà sử dụng nhiều thì nó không phù hợp lắm. Chủ yếu là mình mua đi kiển nha, đi kiển rồi chơi về cái mặt sưu tầm luôn. Tại vì những con xe như thế này nè, càng lâu á thì nó càng ngon, càng cái giá trị cổ điển của nó càng cao. Đó, cái dáng xe thì rất là đẹp. Rồi ok, anh em nào chơi thì alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 0898831234. Xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn anh em một clip kế tiếp, mua xe kế tiếp.